cú sót sau màn tra tấn gấp mở liên tục 200.000 lần. Galaxy Fold, chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Samsung, được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2019 và dự kiến sẽ bán ra tại thị trường Mỹ vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, vài ngày trước khi sản phẩm được đến tay người dùng, Samsung đã phải hoãn bán Galaxy Fold vì nhiều mẫu sản phẩm thử của chiếc smartphone này gặp sự cố vỡ màn hình tại vị trí gập chỉ sau ít ngày sử dụng. Sau 5 tháng bị trì hoãn, Galaxy Fold mới bắt đầu được bán trở lại vào đầu tháng 9 vừa qua và đã nhanh chóng gây sốt trên thị trường. Dù sản phẩm có mức giá lên đến gần 2.000 đô la Mỹ, với lần tái xuất này, Samsung cho biết đã thực hiện một vài sự thay đổi để giúp Galaxy Fold trở nên vững chắc hơn, đặc biệt là phần màn hình gập. Khi người dùng thường xuyên đóng và mở màn hình, Samsung cho biết ở những bài thử nghiệm nội bộ, Galaxy Fold có thể chịu được trên 200.000 lần đóng mở liên tục, tương đương với số lần đóng, mở màn hình của chiếc smartphone này trong khoảng 5 năm sử dụng, để kiểm định điều này. Trang công nghệ CNET kết hợp với công ty chuyên cung cấp các dịch vụ bảo hành cho các thiết bị điện tử tiêu dùng Squarespace của Mỹ đã thực hiện một cuộc thử nghiệm về độ bền của Galaxy Fold bằng cách sử dụng một robot tự động để có thể gập mở Galaxy Fold liên tục. Màn thử nghiệm của CNET đã được phát trực tiếp trên YouTube và kéo dài trong suốt gần 14 tiếng đồng hồ, thu hút rất đông sự chú ý của giới công nghệ. Sau 80.000 lần gấp và mở liên tục Galaxy Fold, phóng viên CNET đã thử tạm ngưng để kiểm tra thì chiếc smartphone vẫn hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu nào hư hỏng. Tuy nhiên, đến lần gấp thứ 119.380 thì trên màn hình của sản phẩm đã xuất hiện dấu hiệu chập chờn và thỉnh thoảng một nửa màn hình đã không còn hiển thị được. Đến lần gấp thứ 120.169 thì màn hình chiếc Galaxy Fold đã hỏng hoàn toàn khi không còn hiển thị được và xuất hiện nhiều vết gãy, xước dọc theo chiều gấp của màn hình. Mặc dù hơn 120.000 lần gấp là con số thấp hơn đáng kể so với những gì Samsung đã công bố, nhưng theo nhận định của giới công nghệ thì đây là một con số không hề tệ. Nếu ước tính trung bình người dùng đóng mở Galaxy Fold 80 đến 200 lần mỗi ngày, thì người dùng vẫn có thể sử dụng được sản phẩm trong hơn 3 năm trước khi gặp phải sự cố với màn hình Galaxy Fold. Một điều đáng lưu ý khác đó là cách đóng. Mở màn hình Galaxy Fold của một người dùng bình thường sẽ nhẹ nhàng hơn và không liên tục như khi sử dụng robot tự động để thực hiện điều này. Do vậy mức độ tác động lên màn hình của Galaxy Fold sẽ khác biệt và có thể sẽ còn có thể đóng. Mở sản phẩm được nhiều lần hơn so với màn thử nghiệm của CNET.